Giá vàng ngày 9 tháng 9. Tại sàn Doji Hà Nội, giá vàng niêm yết ở mức 55,500.000 đồng một lượng mua vào và 56,100.000 đồng một lượng bán ra. Tại Doji Sài Gòn, giá vàng niêm yết ở mức 55,700.000 đồng một lượng mua vào và 56,250.000 đồng một lượng bán ra. Tại Bảo Tí Minh Châu, giá vàng niêm yết ở mức 55,550.000 đồng một lượng mua vào và 56,050.000 đồng một lượng bán ra. Tại ACB Bank, giá vàng niêm yết ở mức 54,600.000 đồng một lượng mua vào, giảm 850.000 đồng một lượng và 57,200.000 đồng một lượng bán ra, giảm 1.150.000 đồng một lượng. Tại Maritime Bank, giá vàng niêm yết ở mức 55,250.000 đồng một lượng mua vào và 56,650.000 đồng một lượng bán ra. Giá vàng hôm nay ngày 9 tháng 9, vàng tăng khi chứng khoán Mỹ sụt giảm. Giá vàng thế giới mới nhất lúc 6 giờ 30 sáng. Giá vàng giao ngay giảm 0,04% xuống 1.930 USD một ounce theo Kiko. Vàng giao tháng 12 giảm 0,27% xuống 1.938 USD, ghi nhận vào lúc 6 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hôm nay. Theo Return, giá vàng tăng trở lại từ mức thấp nhất gần 2 tuần trước đó hôm thứ Ba ngày 8 tháng 9, sau khi thị trường chứng khoán bán tháo khiến các nhà đầu tư tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn. Chốt phiên giao dịch ngày 8 tháng 9, vàng giao ngay tăng 0,4% lên 1.936 USD một ounce vào lúc 14 giờ 29, sau khi giảm 1,2% xuống 1.906 USD. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 0,5% ở mức 1.943 USD. Ông Philip Trebel, giám đốc chiến lược thị trường từ Blue Line Future có trụ sở tại Chicago cho biết, chúng tôi đã chứng kiến sự phục hồi từ mức thấp của vàng sau khi chứng khoán Mỹ giảm mạnh, đã làm dấy lên một số hoạt động tìm về nơi trú ẩn an toàn. Mọi người đang bối rối, họ không biết đáy đang ở đâu trên thị trường chứng khoán ngay bây giờ. Thị trường chứng khoán toàn cầu và giá dầu giảm sau đợt bán tháo mạnh đối với cổ phiếu công nghệ, sự không chắc chắn của Brexit và những lo ngại về sự bùng phát trong các trường hợp COVID-19. Vàng vẫn tăng bất chấp đồng USD mạnh hơn, tăng 0,7% so với các đối thủ khác. Các nhà đầu tư hiện đang chờ một cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB sẽ diễn ra vào thứ Năm ngày 10 tháng 9, trong khi cuộc họp tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed được lên kế hoạch vào tuần tới. Chuyên gia phân tích Edward Mayer thuộc IDNF Man Capital Market nhận định, hầu hết các ngân hàng trung ương đều ở trên cùng một con thuyền. Họ sẽ phải tiếp tục in tiền, tiếp tục nới lỏng chính sách để chống lại sự sụt giảm mà chúng ta đang gặp phải và điều đó sẽ hỗ trợ cho vàng. Vàng đã tăng hơn 27% trong năm nay sau khi các ngân hàng trung ương trên toàn cầu tung ra các biện pháp kích thích bất thường để bù đắp thiệt hại kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra. Vàng được coi là hàng rào chống lại lạm phát và giảm giá tiền tệ. Thị trường kim loại quý khác, giá bạc giảm 0,8% xuống 26 USD một ounce và bạch kim tăng 0,5% lên 903 USD, trong khi palladium giảm 0,6% xuống 2.280 USD. Trung Quốc sẽ vượt Mỹ trở thành nền kinh tế số 1 thế giới. Nhận định trên được các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Phát triển DRC thực hiện mới đây. DRC là một cơ quan trực thuộc Quốc vụ viện, tức chính phủ Trung Quốc. Theo South China Morning Post, các nhà phân tích của DRC tin rằng Trung Quốc sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao bằng cách tăng quy mô của tầng lớp trung lưu và phát triển lĩnh vực dịch vụ. Đồng thời, theo các chuyên gia, Trung Quốc cũng sẽ phải đối mặt với một số thách thức, bao gồm dân số già và bất bình đẳng xã hội ngày càng gia tăng. Các nhà nghiên cứu dự đoán rằng Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ và trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2032, bất chấp mối quan hệ với Washington tiếp tục xấu đi. South China Morning Post trích dẫn báo cáo của DRC. Theo South China Morning Post, một nhóm các nhà phân tích từ Trung Quốc thuộc Quốc vụ viện, tức chính phủ Trung Quốc, cơ quan hành pháp cao nhất của Trung Quốc đã kết luận rằng xung đột giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ còn trầm trọng hơn trong 5 năm tới và Washington có thể sẽ áp dụng những biện pháp, thậm chí là cực đoan nhất, nhằm làm chậm sự phát triển của nền kinh tế Trung Quốc. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, ngay cả những yếu tố này cũng sẽ không kìm hãm sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc và đến năm 2025, tỷ trọng thương mại của Trung Quốc trong GDP thế giới sẽ tăng từ 16,2% hiện tại lên 18,1%, trong khi tỷ trọng của Mỹ sẽ giảm so với cùng kỳ từ 24,1% xuống còn 21,9%. Theo các báo cáo của DRC, mặc dù tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong 5 năm tới sẽ giảm từ 6,1% xuống 5–5,5% hiện tại, nhưng GDP bình quân đầu người sẽ tăng và có thể đạt 14.000 USD vào năm 2024. Do đó, Trung Quốc sẽ chuyển từ nhóm các nước với mức thu nhập trung bình lên mức thu nhập cao. Các nhà phân tích tin rằng nền kinh tế Trung Quốc sẽ vượt qua Liên minh châu Âu vào năm 2027 và Mỹ vào năm 2032, theo South China Morning Post viết. Mới đây, một quan điểm tương tự cũng được giáo sư kinh tế trường Đại học Bắc Kinh, cựu chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới Justin Chifulin đề cập đến khi cho rằng nền kinh tế Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ vào năm 2030. Trong khi đó, các chuyên gia khác cho rằng Trung Quốc có thể không vượt lên dẫn đầu thế giới. Ông Ji Fuxian, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Đại học Wisconsin Madison, Mỹ, bày tỏ quan điểm rằng Trung Quốc sẽ không thể vượt qua Mỹ trong tương lai gần do dân số già. Tuy nhiên, ông Cheng Deming, cựu Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc đã cảnh báo các nhà chức trách vào tháng 4 năm 2019 rằng họ không nên đưa ra giả định cuối cùng Trung Quốc sẽ trở thành nền kinh tế số 1 thế giới. Trước đó, công ty tư vấn Capital Economics trong báo cáo được công bố vào tháng 1 năm nay cho rằng quá trình phi toàn cầu hóa đang diễn ra sẽ làm suy yếu lợi thế kinh tế của Trung Quốc trong những năm tới và dư luận cho rằng Trung Quốc có thể vượt qua Mỹ sẽ là một sự ảo tưởng. South China Morning Post nhấn mạnh, kể từ tháng 1 năm nay, thế giới đã bị rung chuyển bởi những thay đổi nghiêm trọng, bắt đầu với đại dịch COVID-19 và sau đó kết thúc bằng sự trầm trọng thêm của cuộc xung đột thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ. Do đó, ngày càng khó dự đoán nền kinh tế thế giới sẽ phát triển thay đổi như thế nào. Các chuyên gia của DRC chỉ ra trong báo cáo cho hay, bộ mặt kinh tế thế giới sẽ có những thay đổi mạnh mẽ trong những năm tới, do thực tế là các quốc gia và tập đoàn xuyên quốc gia trong quá trình thiết lập chuỗi giá trị sẽ ngày càng tính đến yếu tố an ninh và nền kinh tế thế giới cuối cùng sẽ tan rã thành ba khối lớn với các trung tâm ở Bắc Mỹ, châu Âu và Trung Quốc. Phiên mùng 7 tháng 9, khối ngoại trở lại mua dòng, tập trung gom chứng chỉ quỹ VFMVN Diamond ETF. Giao dịch khối ngoại trở thành điểm sáng trong phiên khi họ trở lại mua dòng 43 tỷ đồng, lực mua tập trung vào FUEVFVND 95,97 tỷ đồng, VNM 77,48 tỷ đồng, HPG 35,95 tỷ đồng, VRE 22,25 tỷ đồng. Phiên giao dịch đầu tuần khép lại với sắc đỏ bao trùm toàn thị trường. Theo đó, VN Index đóng cửa giảm 13,29 điểm, 1,47% xuống 888,25 điểm. HNX Index giảm 0,57% xuống 125,43 điểm và UPCOM Index giảm 0,51% xuống 58,59 điểm. Giao dịch khối ngoại trở thành điểm sáng trong phiên khi họ trở lại mua dòng 43 tỷ đồng, lực mua tập trung vào FUEVFVND 95,97 tỷ đồng, VNM 77,48 tỷ đồng, HPG 35,95 tỷ đồng, VRE 22,25 tỷ đồng. Trên HOSE, khối ngoại trở lại mua dòng 4,1 triệu cổ phiếu, tương ứng giá 51,87 tỷ đồng. Trên HNX, sau 6 phiên bán dòng liên tiếp, khối ngoại có phiên mua dòng nhẹ với giá trị 1,54 tỷ đồng. Trên UPCOM, khối ngoại tiếp tục bán dòng với giá trị 10,64 tỷ đồng trong phiên hôm nay.